Trước sự thay đổi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình có văn bản thông báo nới lỏng những trường hợp được đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh đóng trên QL1A, đoạn qua xã Sen Thủy, H. Lệ Thủy. Tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho hay, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp muốn vào làm việc trên địa bàn tỉnh đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn yêu cầu các đơn vị triển khai, hướng dẫn thực hiện nới lỏng những trường hợp được đi qua chốt kiểm dịch từ ngày 29/8. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho phép các trường hợp sau đi qua chốt kiểm soát, các tổ chức doanh nghiệp, công ty vào làm việc trên địa bàn tỉnh mà có phương án phòng chống dịch COVID-19 và có công văn đồng ý cho phép của Sở Y tế Quảng Bình. Những người từ vùng dịch nhưng chỉ đi ngang qua Quảng Bình, không ghé lại, không dừng chân, lưu trú ở Quảng Bình. Những người đi vào Quảng Bình để tới cảng hàng không Đồng Hới bay đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các trường hợp đi về từ các địa danh hết giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ qua thông báo của Bộ Y tế, địa phương. Những bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện ở Huế, Đà Nẵng có giấy ra viện của cơ sở điều trị. Trước đó, ngày 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại QL1A, đoạn qua xã Sen Thủy, phía nam của tỉnh. Trong đó, giao chốt kiểm soát kiểm tra y tế, giám sát những người từ các vùng có dịch COVID-19, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải vào địa bàn tỉnh.